Xin chào tất cả anh em thợ máy trên toàn quốc cũng như là anh em học viên của Tiến Bình Dương. Hôm nay thì tôi xin chia sẻ cho anh em cái bài là cách mở khẩn cấp khóa thông minh trên dòng xe Suzuki. Cái này thì trên mạng cũng chia sẻ rất nhiều rồi, nhưng hôm nay tôi xin chia sẻ lại để cho anh em được hiểu rõ hơn và một số anh em đang theo dõi Tiến Bình Dương. Thì đầu tiên các bạn lưu ý này, trên dòng xe Suzuki thì cái hệ thống khóa thông minh nó cũng tương đối giống Yamaha, nhưng cái cách phương pháp nhập thì nó khác một xíu. Thứ nhất là nó khác về cách nhập, thứ hai là nó khác về cái mã ID ha. Thì chúng ta quan sát này, đây là một cái xe đang có remote đang hoạt động bình thường, chúng ta nhấn cho núm khóa. Đó, thì xe mở được khóa lên. Rồi và hoạt động nổ máy bình thường. Rồi. Lúc này chúng ta tắt chìa khóa đi. Thì anh em quan sát nhé, cái thẻ ID khi mua xe mới chúng ta được cấp một cái thẻ ID, và đồng thời là cái remote của Suzuki thì bên trong nó cũng có một cái mã dán đề can giống tương tự như trên dòng xe Yamaha. Yamaha nó cũng vậy. Vậy thì bây giờ tôi lấy ví dụ, chúng ta mở khẩn cấp trong trường hợp bị mất chìa, và trong trường hợp là remote này hết pin này. Remote với cái chìa remote chúng ta gọi là cái chìa nha, chìa FPO. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở ra, chúng ta sẽ thấy có mã trong này. Rồi khi chúng ta mở ra thì các bạn quan sát đây, chúng ta bóc tách cái đôi cái chìa FPO ra, thì trong đây là cái mã ID của nó. Đây, tôi lấy ví dụ như mã này, đó, 5534. Rồi vậy thì bây giờ chúng ta bóc tách nó ra như này rồi thì có nghĩa cũng giống như tương tự hết pin rồi, chúng ta không thể mở không thể mở khóa được. Không thể mở khóa được ha. Rồi bắt đầu chúng ta cách nhập ID như sau. Đầu tiên các bạn nhấn vào núm khóa giữ cho cái đèn báo khóa này sáng lên, sau đó thả tay, cách kết nối giống như Yamaha vậy đó. Rồi nhấn vô. Đối với dòng xe Suzuki thì các bạn không cần cáp kết nối khẩn cấp giống như Honda nha. Rồi chúng ta bắt đầu thực hiện, nhấn giữ luôn. Rồi chúng ta thả tay ha, làm như vậy 3 lần. Rồi sau đó chúng ta buông tay ra thì chờ cho đèn tắt đi, sau đó đèn nó sẽ nháy lên một nháy thì chúng ta sẽ nhấn vào số đầu tiên, tức là số 5. 1 2 3 4 5. Rồi chờ đèn sáng lên, xong rồi đèn nó bắt đầu nó nháy 2 lần. 1 2, chúng ta nhập số thứ hai cũng 5 1 2 3 4 5, cũng chờ đèn sáng lên. Rồi sau đó chúng ta bước sang nhập số thứ ba. Rồi 1 2 3. Rồi bắt đầu đèn lại sáng lên. Rồi sau đó đèn nháy 4 lần. Rồi chúng ta tiến hành nhập số cuối cùng. 1, 2, 3, 4. Lúc này chúng ta quan sát đèn xi nhan đã báo sáng rồi, chúng ta có thể mở khóa được rồi. Rồi như vậy là xe có thể nổ máy được. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn tất cái việc mở khóa khẩn cấp trên dòng xe Suzuki. Rồi và cái cách để chúng ta thêm cái FPO mới thì cũng tương tự như Honda, tương tự như Yamaha. Đó là chúng ta mua một cái remote mới về, chúng ta chuyển cái đèn từ sáng chậm sang đèn sáng nhanh, có nghĩa là chuyển cái FPO này sang chế độ là đang chờ ở chế độ on. Sau đó chúng ta cũng đăng nhập vào cái chế độ mở khẩn cấp. Sau đó đến cái số cuối cùng thì chúng ta cũng nhấn giữ luôn, giữ luôn. Khi chúng ta giữ luôn thì lúc này cái đèn led ở trên đèn ổ khóa này nó báo sáng liên tục, thì lúc này chúng ta sẽ nhấn vào đây một lần. Đó thì như vậy là nó sẽ nhận cái chìa mới, và đó là cái quy trình thêm chìa của dòng Suzuki cũng tương tự như dòng Yamaha. Đối với dòng Yamaha thì nó 6 chữ số ID, còn đối với dòng Suzuki thì 4 số ID. Rồi, chúc anh em học viên học thật tốt, chúc anh em thợ máy toàn quốc một sức khỏe. Hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo.